bằng em thôi. Em nhường nhau thôi. Cả một quá trình dài. Không nhờ. Sao đi chơi đã không mà giờ đi dậy nữa. Ê. Người ta ăn đâu hả? Trời ơi, xung quanh. Người ta ngủ, nếu mình chụp à? Chụp được. Người nấu cơm cho chồng nó đánh rồi đấy. Bên trên kia có mấy bạn đang trèo tiếp trên đỉnh kìa. Nên đá các bác nha. Trèo tiếp trên rồi. Lại ngại. Em, cho anh nào quay một chút nhé. Anh thấy em rất là xinh ấy. Em phải người ở đây không? Em không, em người Hùng An. À, Hùng An Bắc Quang à? Từ đấy vào đây nó cũng xe chứ đúng không? Vâng, nhưng mà thông ra nhà em ở trong này. À, thế là vào đây tiện, vào đây chơi luôn đúng không? Vâng, vâng. Em mà đi đông không hay một mình? Em đi có 4 bạn ở trên này. Đi xe máy qua đúng không? Vâng. Em là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2002. Đang học hay làm gì rồi em? Em đang học. Cho em biết tên em được không? Em tên Giang. À, Giang. Anh ăn đường cho em. Bắt tay em một cái nhá. Chào em. Chúc em đi chơi vui vẻ nhá. Dạ vâng, cảm ơn. Mình nhanh quanh chắc đi về đấy các bạn. Sắp tối rồi. Xuống đi bố, bố cô ơi. Đây có mấy bạn này cũng đang chụp ảnh này. Đây là điểm lý tưởng để chụp ảnh các bạn nhá. Không nhờ. Sao đi chơi không mà giờ đi dậy nữa. Điện thoại của Hoa đây nhà Hoa đây. Muốn chụp kia mà. Mày thì cũng cầm đây. Anh chụp Hoa. Cầm túi của chị đi. Nóng quá. Chị Hoa. Tai gần tao đang nóng quá. Hôm mình anh quanh đi về đấy các bạn. Muộn rồi. Tới với là tối luôn đấy. Bạn nhìn rất là xinh các bạn này. Trắng. Không để lên mặt.
Thôi mình đi về các bạn. Ra nào, quen cậu bé bên này. Em ơi. Tóc. Đôi, không đâu. Em ơi, cho anh nhờ chút được không? Em ấy. Mấy cậu bé này ngại, không cho mình quay. Mấy cô bé ngại các bạn ạ.